Diễn biến thời tiết ở một số nơi vào giữa tháng 4 năm 2021 cùng với những hiện tượng thời tiết cực đoan vào thời điểm năm 2020 đã làm nhiều người lo lắng. Mới đây nhất, chiều 17 tháng 4 năm 2021, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão Surigae ở vùng biển Philippines có gió mạnh lên và trở thành siêu bão khi có gió mạnh cấp 16 giật cấp 17. Ở cấp gió này, siêu bão Surigae sẽ gây ra những đợt sóng cao trên 14 mét với sức tàn phá khủng khiếp, có thể đánh đắm chìm nhiều tàu tải trọng lớn. Vậy theo các chuyên gia, thời tiết mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến ra sao? Và theo cái dự báo thì mùa bão năm nay thì cái mùa bão khả năng là trong có muộn hơn một chút, và từ nay đến tháng 5 không có xuất hiện bão, và tháng 6, tháng 7 có khả năng xuất hiện bão ở phía Bắc, phía Đông, và bão sẽ gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong cái giai đoạn tháng 8, tháng 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những cơn bão mạnh thường xuất hiện vào sau tháng 9 hàng năm. Về cơn bão Surigae ở vùng biển Philippines với sức gió cực mạnh, theo dự báo của các đài khí tượng quốc tế, cơn bão ít có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn cảnh báo về tác động của siêu bão Surigae khi cơn bão này có khả năng gây ra gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 ở Biển Đông. Đồng thời, vào tháng 4 và tháng 5, ở miền Bắc và miền Nam có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong cái tháng chuyển mùa là cái tháng 4 và cái đầu tháng 5 ấy, thì cái khu vực chỗ Bắc Bộ cũng như khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện những đợt mưa rông chuyển mùa mạnh và có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong cái tháng 5 đến tháng 8 là cái tháng chính vụ mùa mưa ở khu vực từ Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên ấy, thì chúng tôi dự báo là cái lượng mưa ở Bắc Bộ là sấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên là giai đoạn từ cuối tháng 8 trở đi, tức là cuối tháng 8 đến tháng 9 thì có khả năng là ở khu vực Bắc Bộ và xuất hiện những cái xoáy thuận nhiệt đới nó đi vào khu vực Bắc Bộ là gây ra những đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, và cái từ tháng 9 trở đi thì cùng với sự dịch chuyển của cái xoáy thuận nhiệt đới, tức là bão ấy, hoặc là cái đại hội tụ nhiệt đới, thì cái vùng mưa nó cũng sẽ dịch chuyển vào khu vực Trung Bộ, tức là cái mưa ở phần phía Bắc là Bắc Bộ giảm dần, nhưng mà mưa ở khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị từ từ đấy là Quảng Nam nó sẽ tăng dần. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 17 tháng 4 năm 2021, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Lũ đã cuốn trôi 3 người, trong đó có 2 người được tìm thấy, 1 người còn mất tích. Lũ kèm theo đất đá vùi lấp 5 hecta lúa và hoa màu và khiến 25 nhà dân bị thiệt hại nặng. Ước tính trận lũ quét gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.